Những sinh vật có đôi mắt to, đầu quá khổ và thân hình kỳ dị tất nhiên là giống hệt hình dáng của người ngoài hành tinh đã được phát hiện ở quận Oita của Nhật Bản. Một khu vực nổi tiếng với suối nước nóng cách Tokyo khoảng 500 dặm về phía tây nam. Chính quyền địa phương thậm chí đã đăng video về những lần nhìn thấy người ngoài hành tinh trong khu vực. Với những du khách từ ngoài không gian rõ ràng đã cố gắng rất ít để trà trộn vào. Thay vì một trò đùa ngày cá tháng tư rất sớm, đây thực sự là một nỗ lực của các quan chức địa phương nhằm thúc đẩy du lịch trong khu vực, báo The Mainichi đưa tin. Tin rằng người ngoài hành tinh hấp dẫn hơn vệ tinh, các quan chức Oita gần đây đã khởi động một chiến dịch kỳ quặc nhằm thúc đẩy lượng khách du lịch. Mối liên hệ mong manh giữa người ngoài hành tinh và Oita xuất phát từ một thỏa thuận hợp tác với Virgin Orbit được công bố vào tháng trước. Có thể coi sân bay của thành phố được sử dụng làm địa điểm cho các sứ mệnh không gian của công ty. Virgin Orbit sử dụng một chiếc Boeing 747 đã được chuyển đổi trang bị tên lửa có khả năng mang các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo trái đất tầm thấp, và cho đến nay đã hoàn thành hai nhiệm vụ. Việc sử dụng một máy bay thông thường có nghĩa là dịch vụ này có thể khởi động và hạ cánh ở hầu hết mọi sân bay có đường băng đủ dài. Và các quan chức Oita hy vọng sẽ thấy các chuyến bay của Virgin Orbit bắt đầu ở đó sớm nhất là vào năm sau khi cơ sở hạ tầng bổ sung đã được đưa vào sử dụng. Các địa điểm khác cạnh tranh cho các chuyến bay của Virgin Orbit bao gồm Guam ở Tây Thái Bình Dương và Cornwall ở Anh, trong khi căn cứ hiện tại của công ty tại Mojave, California vẫn là một lựa chọn khởi động. Là một phần của nỗ lực, bất kỳ vị khách nào đến khách sạn tuyên bố với nhân viên tại quầy lễ tân, tôi là người ngoài không gian, sẽ được thưởng một loạt quà tặng miễn phí mà họ có thể tận hưởng trong thời gian lưu trú. Trước khi đưa ra thông báo, du khách nên xác nhận rằng đó là một khách sạn tham gia chương trình, hoặc họ có thể được hộ tống nhẹ nhàng đến một loại cơ sở khác trong suốt thời gian họ đến thăm, và có thể lâu hơn nữa. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.